Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên, thì hiện tại là em đang ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì cái vị trí mà em đang đứng ở đây á, thì ở đây là khu biệt thự của Trung An nha anh chị. Đây là cái căn nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Nhà mình á, thì có diện tích là ngang 4 dài 18, trong đó là nhà là có thổ cư, sổ hồng, chủ quyền nhà đầy đủ luôn nha. Giá là 2.450.000.000 ha. Đây là cái con đường bê tông trước đất của mình, trước nhà của mình nha. Thì đường này là khoảng 4m và xe 16 chỗ là anh chị ra vô thoải mái luôn. Và nhà của mình là có sân đậu ô tô luôn nha, có lề sẵn luôn. Cái hướng này thì anh chị đi ra khoảng 100m ngay chỗ cái bảng trắng trắng này nè anh chị. Đường đó là đường Trần Văn Hiển. Anh chị mình rẽ trái là mình sẽ đi về chợ Trung An, đi về khu công nghiệp Trung An. Còn anh chị rẽ phải là mình sẽ đi về quốc lộ 50, quốc lộ 60 chứ, em lộn nha. Ở đây là khu biệt thự của Trung An nha anh chị. Thì một lát nữa ở cuối video á, em sẽ chạy vòng vòng ở trong cái khu ở trong đây cho anh chị mình xem ha. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình vô xem nhà với em nha. Quên nữa anh chị, thì ở đây hiện tại là chủ xây 4 căn để bán, nhưng mà chủ đã bán hết 3 căn rồi đó anh chị, chỉ còn một cái căn thứ 3 này thôi. Đó anh chị xem, đang trong quá trình xây dựng luôn á mà chủ đã bán hết 3 căn luôn rồi đó anh chị. Đó, đây là căn thứ nhất, căn thứ hai là bán rồi, thì căn thứ ba là căn mà em giới thiệu cho anh chị nè. Cái căn thứ ba này của mình thì cũng đã xây xong rồi, nhưng mà do là cũng chưa có thời gian cho nên là thợ chưa có dọn dẹp ha, và cũng đang trong quá trình là kéo điện vô nha. Đây là cái sân mình có thể đậu ô tô nè, đây là cái lề này ha. Rồi có một cái cửa kéo, cửa cuốn luôn nè anh chị. Đây là có một cái cửa cuốn luôn. Rồi đi vô trong là sẽ có một cái cửa kiến luôn ha. Thì đây là cái khoảng sân mà anh chị mình có thể đậu ô tô nè. Rất là rộng luôn. Đó, bên đây do là người ta mua rồi cho nên người ta có đặt thợ để làm cái mái che luôn nè. Thì sau này về nếu như mà anh chị mình thích thì mình có thể làm giống như vậy luôn, để cho cái chỗ đậu ô tô mình mát mẻ hơn ha. Nhà của mình là một trệt một lầu nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là vô cái khoảng không gian phòng khách của mình nè. Đang kéo điện vô cho nên là hiện tại chưa có điện ha anh chị, cho nên là em sẽ quay sơ sơ cho anh chị xem. Nhà này thì giá rất là ổn luôn. Và ở đây nha là gần cụm khu công nghiệp Trung An luôn ha. Đó, đây là sẽ có một cái nhà vệ sinh nè. Đây là nhà vệ sinh chung sử dụng cho toàn căn nhà luôn ha. Rồi đây là sẽ tới khu không gian nhà bếp của mình nè. Có sẵn tủ đồ luôn nè ha, có chỗ nấu ăn nè. Đó, đầy đủ hết luôn nha. Rồi vô trong đây là sẽ có một phòng ngủ nha. Nhà của mình á, thì ở dưới tầng trệt là sẽ có một cái phòng ngủ. Đây anh chị xem nè, rất là rộng rãi luôn ha. Một trệt một lầu ha. Diện tích là 4.18 nha anh chị. Thổ hồng, sổ hồng, thổ cư, chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Giá là 2.450.000.000. Giá cả là thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Anh chị xem, hình như mấy cái này là gắn mấy cái đèn led nè anh chị. Tối mình mở đèn lên là sẽ rất là đẹp luôn ha. Rồi đi lên trên lầu thì sẽ có một cái phòng ngủ ở bên đây. Phòng ngủ đồ này kia rất là rộng rãi luôn ha. Nhà xây rất là kiên cố luôn. Nhà là nằm trong khu biệt thự của Trung An luôn ha. Giá rất là ổn áp ha anh chị. Chủ xây 4 căn nhưng mà đang trong quá trình xây thôi mà đã bán hết 3 căn rồi đó. Nhà là được một phòng khách nha, và được 3 phòng ngủ. Trong đó là hai phòng ngủ ở trên lầu là có nhà vệ sinh riêng, còn phòng ngủ ở dưới đất là sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung nha anh chị. Nhà vệ sinh của mình thì có phòng tắm nè, bên đây thì có cái chỗ để đi vệ sinh riêng luôn ha. Rồi đây là một cái khoảng trống ở phía ngoài nữa nè. Chủ có làm sẵn mấy cái thanh sắt nè anh chị, ngăn ra giữa hai căn nhà luôn nè ha. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba của mình nè, phòng ngủ rất là rộng rãi luôn. Căn nhà này rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn ha anh chị. Xây theo kiểu hiện đại bây giờ á, cho nên là em thấy thích lắm luôn á. Ô tô là anh chị vô tới sân nhà luôn, có chỗ đậu thoải mái luôn ha. Cái này nhìn chưa có dọn dẹp cho nên là anh chị mình sẽ thấy như thế này thôi. Trước khi mà dọn dẹp ra xong là căn nhà sẽ rất là đẹp luôn á. Rồi để em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Nhà mình đó là sẽ nằm ở hướng Tây Nam nha anh chị. Đó.
Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở nhà của mình, thì ở đây là chợ Trung An nè ha anh chị. Đó, còn ở dưới đây là xuống quốc lộ 60 nè ha. Thì từ vị trí nhà của mình ở đây á mà anh chị đi lại tới chợ Trung An. Ôi sao gần thế. À anh chị đợi em xíu. Từ đây mà lại chợ Trung An là có 900m thôi nha anh chị. Đây, chợ Trung An nè, đó, cách mình có 900m đi là 2 phút thôi. Thì ngay chỗ mà chợ Trung An á, thì vòng vòng anh chị xem nè, trường tiểu học Trung An nè, rồi bên đây là bưu điện của xã Trung An nè ha. Rồi ở bên đây á, thì có trạm y tế nè, rồi chợ Trung An, rồi ban chỉ huy quân sự nè ha. Rồi bên đây là có nhà thuốc nè, cây xăng nè ha. Rồi siêu thị Bách Hóa Xanh nè, đó, bên đây là khu công ty rất là nhiều luôn. Đó anh chị coi nè. Vậy là nhà mình ở đây là sẽ gần rất là nhiều tiện ích luôn, và anh chị đi cũng rất là gần luôn ha. Còn từ đây á, mà anh chị đi tới ngay chỗ mà cụm khu công nghiệp Trung An á, là mình đi là khoảng 3,1 cây số thôi. Anh chị đi là 6 phút, 3,1 cây số là sẽ tới cụm khu công nghiệp Trung An. Thì ở gần đây là có bệnh viện quân y 120 nè, rồi chợ đi Mỹ Tho nè anh chị, rồi siêu thị Go nè, ở đây là có trường trung học phổ thông chuyên Tiền Giang luôn. Đó, để em xem thử coi ở đây mà anh chị đi lại tới ngay chỗ mà trường chuyên Tiền Giang á là bao xa ha. 3 cây số nha anh chị. Đi 6 phút 3 cây số là tới trường trung học phổ thông chuyên Tiền Giang nè. Đó, đây là bệnh viện quân y. Vậy là từ vị trí nhà của mình á, anh chị đi trong bán kính tầm khoảng 3 cây số thôi là mình sẽ tới chợ, trường học, ủy ban của xã Trung An nè, rồi tới cụm khu công nghiệp Trung An luôn, tới trung tâm thành phố Mỹ Tho nè, sẽ có bệnh viện quân y 120 nè, rồi có siêu thị Go Mỹ Tho luôn ha, rồi chợ đêm Mỹ Tho đồ nữa. Đây, em sẽ cho anh chị xem khi mà anh chị mình vô trong trung tâm thành phố Mỹ Tho này ha. Đó, anh chị xem xe ô tô là ra vô thoải mái luôn ha. Đây, vòng vòng ở mình đây là có siêu thị Go nè ha. Đó, rồi bên đây thì sẽ có nhà văn hóa nè ha. Rất là nhiều luôn ha anh chị. Bên đây là quảng trường của thành phố Mỹ Tho, rồi siêu thị cấp mắt đồ nữa. Nói chung là anh chị đi trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng sẽ rất là gần luôn. Còn từ vị trí của mình ở đây, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là có 62 cây số thôi. Mình đi là 1 tiếng 25 phút thôi là sẽ về tới ha. 62 cây số, 1 tiếng 25 phút thôi. Rồi thì em xin, à còn từ vị trí của mình ở đây á, mà anh chị đi ra tới ngoài đầu quốc lộ 1A đi ha. Ngay chỗ mà nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Tiền Giang á, là anh chị đi có tầm khoảng 2,6 cây số thôi là mình ra tới quốc lộ 1A rồi ha. Cũng rất là gần luôn nha anh chị. Rồi thì em xin nhắc lại ha, nhà của mình đó là nằm ở xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhà là nằm ngay chỗ cụm khu nhà phố của xã Trung An luôn, ở đây là khu biệt thự luôn nha. Và nhà của mình đó thì có diện tích đó là ngang 4 dài 18, trong đó là nhà có thổ cư, có sổ hồng, có chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Giá là 2 tỷ 450 triệu. Giá cả là anh chị sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn ha. Nhà của mình đó là được bột trệt một lầu nha, trong đó là có một phòng khách, 3 phòng ngủ, có 3 nhà vệ sinh nè ha. Rồi có khu nhà bếp, có khu sinh hoạt chung luôn ha. Giá cũng rất là ổn luôn ha anh chị. Rồi thì nếu mà anh chị nào quan tâm tới căn nhà này á, thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái nha, để tụi em dẫn anh chị mình đi xem nhà và mình sẽ gặp chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Rồi thì anh chị đợi một lát, em sẽ chạy vòng vòng ở trong cái khu ở trong đây cho anh chị mình cùng xem nha.